Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Hôm nay mình lại tiếp tục sell những cái mặt hàng tồn kho, hàng khuyến mãi mấy anh em. Mấy hôm nay sell mà còn một hai cái đó. Ok, thì gom gom lại ha. Cái nào còn thì mình đem sell cho nó hết. Thì đây là một cái bộ socket 52 chi tiết nè. Giá hôm trước 540, bây giờ sell 490 một bộ duy nhất nha. Hàng này của thằng Century. À, được cái là nó đầy đủ đồ chơi luôn mấy anh em, từ 1/4, 1/2 nha. Thì cái này nó có cái khuyết điểm là nó chung là nó làm không được đẹp thôi. Dù cái cần này nè, nó to thiết kế 1/2 mà làm thiết kế cũng hơi nhỏ nha. Nhưng mà bù lại là gì, nói chung là nó sẽ có đủ đủ số hết. Ví dụ như đây nè, ví dụ như cái số mà 1/2 á, nó trải dài từ 10 cho đến 32 luôn nha. Đó thì nó nói chung cũng làm bằng thép CRV thôi. Nhưng mà cái dòng này nó thiết kế cái mẫu nó làm không có đẹp cho lắm nên mới có giá rất rẻ như thế này ha. 490 ngàn và số lượng chỉ có một bộ thôi. Đó, còn 1/4 thì nó từ nhỏ nè, từ nhỏ từ 4 ly cho tới 10 13 ly. Đó là về 1/4. Nha, 1/4 nó gồm gì? Thêm một một cái nối nha, 1/4 nè. Rồi một cái lắc léo 1/4 nè mấy anh. Nha. Rồi, một cần siết tự động 1/4 nè. Đây. Rồi một cái cần trượt 1/4 nè. Đó, này 1/4 nó không, cái này cái cây tua vít này thì để xài cái này. Vít này mặc dù nó cũng tự động nha. Đó, lắc lên dưới nè. Vô ha, nằm giữa là lóc nè. Đó, ở giữa là lóc hai hai chiều nha. Rồi. 1/2 thì nó có gồm là một cần siết 1/2 nè, một cần nối ngắn, một cần nối dài, một cần lắc léo nè, một cần đi trượt nè. Ok ha. Rồi một cái đầu mở buji nè anh em, mà đầu mở buji loại lớn nha. Này 21 lận. Rồi. Nó sẽ có thêm một cái đầu chuyển vít nè, chuyển từ cái cây này đầu nè 1/4 sang những cái đầu vít bên đây ha, rất nhiều dây dãy vít đây nè nha. Nó thêm một cái đầu chuyển nữa, rồi nó cho chúng ta thêm một cái ba cái lục giác là size nhỏ nữa nè, mini đó. Rồi với bộ này thì giờ sale anh em ơi, sale chỉ còn có 490 ngàn thôi nha, hàng của Century đó. Nói chung thì nó chỉ có như vậy thôi anh em, là xài gia đình thì mình mua về mình xài nha. À, mua về xe gia đình thì mình để bộ mình xài nó cũng dù sao cũng đủ đồ, nó không thiếu gì luôn, vừa 1/2 1/4 luôn mà giá rẻ. Rồi 490 ngàn nha, số lượng một bộ duy nhất. Cái bộ này thì nó là hôm trước giờ là chạy trình khuyến mãi sale rồi anh em, sale rồi thì hiện nay cũng còn một bộ thôi, cho nó hết luôn anh em ơi. Rồi sản phẩm kế tiếp mình qua DSA đi ha. DSA cái này có thanh lý ba con này đó, ba con này có thanh lý chắc có lẽ không 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 về nữa, bởi vì trong cái phân khúc mà bù lông đề xa con này là thấp nhất 298 new ha, coi gì là 300 newton đi mấy anh, thông thường thì nó là 300 new đó mà người ta đánh số 298 new nha. Cái thân máy không á, thì bây giờ bên mình sell cho nên giá chỉ còn 700 ngàn thôi, ủa quên 600 ngàn thôi nè, 600 đọc lộn nha. Đây là cái thân máy nha, động cơ không chỗ thang, lực xoắn nó là 300 niêu, thanh lý một cái thân như thế này là chỉ có 600 ngàn thôi mấy anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thì mình liên hệ ha. Đó, 600k. Cỡ này thì nó không có mở được bố nồi hoặc là bánh sau đâu nha, còn máy ốc khác thì có thể xử lý ok được. Nó chỉ có hai cấp số ra số vô nè, còn nhả nhả ra thì nó có cũng có nhấp nhả ốc giữ ra anh em ha. Mấy con đề xa nó chạy im lắm mấy nè. Chỉ có hai cấp thôi, số 1 là nhanh và chậm thôi ha, và cái chế độ nữa là nhả ốc ra thôi đó. Thân máy này giờ thanh lý cho anh em là chỉ có 600 ngàn cái thôi, hàng mới full box luôn ha, chầm chầm chỉ có thân máy thôi nha. Tốc độ quay 2000, búa đập tốc 3000, dùng pin 20V đó, 600 ngàn một cái thân. Anh em nào mà xài nhỏ đó thì quất cái này về. Thông thường chúng ta xài thợ á, chúng ta không có mua một cái xài tất cả đâu, mà anh em thợ chúng ta mua là mua nhiều cái. Ví dụ chúng ta mở những cái đồ nhỏ nhỏ thì xài cái này, còn mấy đầu lớn á, thì chúng ta mua một cây lớn để xì cua nha. Giống như ta xài hai cái, tại cái nhỏ thì nó xài ốc nhỏ nó thuận tiện lắm mấy anh. Còn chúng ta mua cái lớn á, về chúng ta vừa xài đầu nhỏ vừa xài đầu lớn nó khó xài đó. Thì con này đó giá là 200, quên, giá là 600 ngàn ha, thanh lý nha. Nè, lực xoắn nè, số chậm á, là 210 niu, số H á, là 298 niu. Rồi khả năng mở ốc từ M12 đến M16. Tốc độ quay số chậm là 1800, số nhanh là 2000. Búa số chậm là 2004, số nhanh là 3000. Trọng lượng nặng cái thân là 1 kg, 600 ngàn một con, số lượng mình có hai con nha. Còn cái con này nè, nó cũng là cái thân luôn, cũng thanh lý 600 ngàn luôn, mình nó có cái là gì không? Nó có thêm cái túi nữa.
ha, mình thanh lý luôn. Anh em nào đặt cái đặt con đầu tiên thì anh em lấy con này nha, nói trước tại vì mình không cộng thêm tiền đâu đó, tại cái con này nó nằm trong cái bộ em mấy anh em ơi. À, cái con này lý 6.000 luôn mà nó có thêm cái đầu khẩu nha, còn cái con lẻ mua lậu ngoài nó không có đầu khẩu, anh em lưu ý cho mình nha, không có đầu khẩu, cái thân ngoài không có đâu, không có đầu khẩu nha. Còn cái này thì nó sẽ có đầu khẩu nè, tặng thêm đầu khẩu, tặng thêm cái túi đó, thì nó cũng vậy thôi, cũng 298 nêu thôi, mà cái này nằm trong bộ bán pin bán sạc hết rồi, còn đúng cái thân thôi ha, đem ra thanh lý cho mấy anh em luôn y chang nha. Cái mã cũng là 298 nêu thôi, cũng đồng giá 600. Thì mình có ba con, anh em này mua con đầu tiên được con này, con thứ hai thì mình lấy cái thân kia nha. Cái thân kia thì nó chỉ có cái máy thôi nha mấy anh, không có, nó sẽ không có cái đầu khẩu nha, anh em lưu ý giùm mình nha, nó không có cái gì hết đây nè, thấy không, nó chỉ có cái máy không thôi nha, anh em lưu ý giùm ha, có cái máy không thôi mấy anh em ơi. Đó, để mất công mấy anh em hỏi cái thân rồi đầu khẩu tôi đâu không có nha, cái riêng cái thân này nè chỉ có cái máy không thôi. Còn anh em là lần đầu tiên mua cái này thì sẽ được thêm cái túi với cái đầu khẩu rồi, ok nha. 600.000 con này mình đó. À, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha, giá cũng mà thơm quá trời. Thanh lý mấy này là hầu như là dưới giá nhập không đó mấy anh. Rồi kế tiếp đi, sẵn đê xa mình làm luôn đê xa ha. Rồi con đê xa con này, à con này nó hơi đặc biệt, hôm nay mình mới thấy cái một cái sự nó hơi ngộ ngộ, để mình lấy cho anh em mở cho anh em coi. Ngộ, đây là cái mã khoan đục hai chức năng, nó chỉ có khoan và khoan đục thôi chứ không có đục nha. AZC03-20, cái dòng này công suất là 500W, tốc độ quay 850 vòng một phút, khả năng khoan tối đa luôn là phi 20, trọng lượng nặng 2,8 kg. Giá bây giờ thanh lý con này là 790. Con này con chuyên bài của DSAM thế hệ mẫu cũ nha, thanh lý nha anh em, lúc trước là 800 mấy lượng, giờ xe một lần nữa còn 790 đó, 790 đó. Cái này thì cũng có một vài con thôi nha, con này con chuyên bài nha mấy anh, nó không phải là con mới nha, mình nói trước nó chuyên bài, thùng bọng nó cũng cũ. À, máy móc thì nói chung là nó bên ngoài thì nó hơi cũ đó nha, hơi cũ, con chuyên bài mà. Cái con này nó có gì đặc biệt không, nó chỉ có đặc biệt như nè, không có đảo chiều, một số vô thôi, không có nhả ra, chỉ có hai cấp là khoan và khoan đục thôi nè nha, nó chỉ có hai cấp là khoan và khoan đục thôi chứ nó không có đục, ok ha. À, nó không có đục mấy anh, đúng là đây khoan khoan đục đục đúng ta. À, anh em chào xíu coi, bây giờ nó bị lộn đó. Lộn cái gì chứ mình thử được ha, mấy này mình thử được mà. Đây bỏ mũi khoan vô, đầu gạt SS nha. Đó, ngon lành. Rồi, kiếm miếng gỗ thử. Cái máy nó chạy im lắm mấy anh. Đúng rồi, khoan đục đúng rồi, nó chỉ có hai chức năng thôi nha mấy anh em, khoan và khoan đục thôi. Rồi ok, con này chưa bán bao giờ, tại vì con này biết anh em biết sao không, công ty gửi qua mình thanh lý á, chưa bán bao giờ. Rồi đó, giá 790 nha mấy anh, máy chạy rất liền, nó không có đảo chiều anh em lưu ý, nó chỉ có một chiều vô thôi. Và điều đặc biệt là gì không, đây tay cầm của Makita, chắc có lẽ ngày xưa công ty làm này cái tay cầm chưa có sao ông mới lấy cái tay cầm Makita bỏ vô nè, là bên hãng đó nha, chứ công ty rảnh đâu mà đi mua cái tay cầm Makita bỏ vô cho mấy anh em đó. Có thể là cái tay cầm này có thể là gia công từ bên Makita, cái mẫu này chắc giống Makita mẫu cũ xưa nha anh em. 790.000, hàng này cũng DC nhỏ á, nãy mình khui ra mình thấy ủa kỳ vậy nè, Makita. Đó, tay cầm cũng khá là xịn ha. Đó. Rồi, thanh lý cho anh em 790k nha. Nó chân bị cái máy kèm thôi, cái đào cái cây này thôi. Số lượng chỉ có một con hai con vậy mà. Cái con này thì dành cho những anh em là chuyên khoan và khoan đục. Không có búa, không đảo chiều. Nha, nói trước luôn anh em ơi. Rồi 790k nha. Kế tiếp DCA nó đi mấy anh em ơi.
Đây là cái dòng máy mài gốc đĩa 180A, công suất còn dữ gì ta, 2020W, 830 vòng phút, đĩa 180, ồ, 2000 mấy luôn, giá là 1.124.000 mấy nè. Đối với những con này thì nó quá rẻ luôn nha, anh em muốn con đi xa, mà đối với những con lớn thì nó rẻ tiền đó, chứ không mắc tiền đâu. À, con này nó là hàng hàng còn rất mới mấy anh em ơi nha, đây nè, còn rất là mới luôn đó. Như này có con không ta, hay là hai con anh em chờ xíu coi. Rồi còn đúng một con duy nhất mấy anh em, một con duy nhất, hai con này còn khá là mới đây. Dành cho mấy anh em mà đi cắt đá nè, đá hoa cương, xẻ đá gì đó, hút con này cho mình, ngon lành luôn ha. Còn bảo hành nha, con này còn mới tinh luôn á, thùng nó hơi anh em, anh thông thường trưng bày anh em nó nhìn nó xấu dữ lắm, sao con này còn đẹp chứ ta nha. Rồi ok nè, tay cầm luôn nè, con này chưa cắt quá, con này nhìn còn đẹp lắm nha. Nói chung là máy mà đã xài rồi mình nhìn biết lắm, hoặc là bụi bặm nó bám thì nói chung là anh em nhìn cắt nó biết liền ha, chứ mấy cái đầu này còn mới tinh nè. Ha, mâm cũng vậy nè, rất là mới luôn ha, mâm mà chưa xài. Nói chung mấy con này chắc là hàng công ty tồn kho mấy anh, tồn kho bán bụi thôi ha. Rồi đó, phá mở lưỡi nè, rồi có cặp cho thang dự phòng nữa nha, đó đây xa cho cặp thang dự phòng. Rồi giá chỉ có 1.124.000 nha mấy anh, 2020W, vật vã luôn, 2020W đó. Số lượng một con nhất thôi mấy anh em ơi, không có con thứ hai. Cầm ở đây đó, tay cầm ủ khóa bảo vệ, tay cầm nè, cặp chỗ thang nè, sách hướng dẫn nè ha, full box luôn. Con này còn mới ha. Ờ đúng rồi, đúng rồi, còn mới tinh nè đó, đó đó, chắc bụi bặm nó bám thôi mấy anh em này ha. Rồi thanh lý nha, 1.124.000 điện tất 8. Cho mình qua một con nhất mấy anh em. Rồi tiếp tục ha, qua mấy con này đi mấy anh em ơi. Rồi thanh lý con cưa đĩa Tôn Sen ha, cuối năm anh em nào cần một con cưa đĩa giá rẻ quay về đây, giá 1.300W, giá thanh lý chỉ có 790.000 thôi nha, 790 thôi mấy anh em ơi, giá bèo bèo luôn, 1.300W đĩa 185 nha. Đó, rẻ quá ta, lý cuối này xong rồi năm ai có là hết bán luôn, rẻ quá. Trang bị một cái cử ha, tại con này hỏi mình về tới 40 con rồi mấy anh, bán nó hơi chậm. Trang bị thêm một cái lưỡi nữa nha, một cái lưỡi sư cua đó nè, đây nè, lưỡi 24 răng đó, lưỡi cưa gỗ ha. Và đây cái máy mới tinh luôn nha, đẹp long lanh luôn nè, tốc độ quay 5.000 đó. Mâm ở đây, mâm nhôm, mâm sắt ở dưới, mâm nào ở dưới bảo vệ mâm sắt nha, trên đường nhôm đó, đẹp vật vả luôn ha. Rồi cái dòng này đó mấy anh em ơi, nó đây nghe tiếng máy ha, đây nghe tiếng máy mà cái dòng của Tôn Sen này nè anh em biết sao không, bán chậm lý do nó hơi ồn. À, nó ồn hơn con Total nha, ồn hơn con Total thì giá nó mới rẻ thôi, 790k. Anh em nào cần cắt gì đó thì nó hơi ồn chút xíu. Ở đây mình nói trước luôn nha, máy mới nó vậy đó, hãng vậy đó anh, thì nó hơi ồn nên nó rất là rẻ. Ra con này thì chắc có lẽ là hơi ồn nên em bán hơi chậm nè, thì nói chung là anh em chịu tiếng ồn nó thì mình mua về thôi. Hàng mới tinh nha, còn bảo hành 6 tháng, chưa kích hoạt, chưa có bảo hành đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi thanh lý mấy anh em 790k nha, 790k này trong cái lô hàng thanh lý nè, còn ít thôi, không có nhiều, nhưng mà còn khoảng mười mấy con đó mấy anh, mười mấy con thôi, trời, 40 con bán mười mấy con là cũng nhiều lắm rồi đó. Rồi kế tiếp một con máy mài chỉnh tóc của Tôn Sen nữa ha, con này thì giá rẻ mấy anh,
690.000 thôi, nó được bị rớt cái sợi dây mấy anh, rớt dây là mát. Đây là con máy mài chỉnh tóc tay dài công tắc bóp để 125, công suất 1200W mà giá chỉ có 690.000 thôi nha, rất là rẻ luôn. 690.000 thôi. Đây, mẫu mới đẹp, cứng cáp cực kỳ luôn mấy anh. Và cái dòng này thì nó cũng có cái một cái khuyết điểm, đây chỉnh tóc nằm đây, công tắc lớn nha, chắc có lẽ là đây là hàng công nghiệp hay là sao đó nên nó không có làm cái chuyện khóa cò mấy anh. Nó phải có khóa an toàn, cò này khóa an toàn nè, anh em không có khóa cái cò là được ha. Mà mình lúc nào mình xài mình cũng phải luôn le tay mình bóp vậy nè, lúc nào cũng phải bóp anh em ơi, không có khóa cò được nha. Cái chốt này là cái khóa an toàn thôi chứ không phải khóa cò. Rồi tăng từ từ lên nè. Cái máy này nó chỉ có cái khuyết điểm như vậy thôi, còn cái dòng này là dòng nó công suất cao nên nó hơi ồn là phải rồi. Đây là tới 1200W nha, điện 125, anh em nào dành cho trường hợp mà mài nọ đó mà nhiều đó thì chúng ta có thể dùng con này đó, hàng công nghiệp luôn nha, industrial nè, anh em có thể mài nhiều dùng con này ha. Cốt lớn hay mà 14, giá con này sale chỉ có 690 thôi, bình thường lúc trước nó gần triệu anh, 900 mấy gần triệu đó ha, sale người này là đậm sâu luôn anh em ơi, 690.000 thôi ha. Tay cầm thiết kế cũng đẹp nè, cầm như nè mấy anh ha. Rồi 690.000 đó là máy mài Tonsen, trang bị cũng là khóa mở lưỡi đầy đủ anh em ơi, đây nè, cặp cho thang dự phòng ha, tay cầm khóa mở lưỡi đầy đủ. Rồi mình qua nha, số lượng này thì cũng còn vài con ha, không có nhiều. Túc tắc đi cũng gần hết mấy nè, năm cuối năm rồi, soạn cái gì đó không lấy được mình theo ha. Rồi dịch lên xíu. Rồi kế tiếp một cái thước này của Canet của Nhật, mà cái dòng này anh em đang thanh lý nha, đậm sâu luôn, lúc trước 550, giảm thêm phát nữa là 490, 30m nha, hàng đẹp lắm. Đây nó làm bằng này là sợi thủy tinh ha, cái sợi thủy tinh thì nhiều khi anh em là thích hơn đó. Đây ha, là một sợi thủy tinh, bên trong thì nó tính là 30m ha, đó. In bên ngoài hệ mi bên trong nha, 30m nè. Rồi hàng này của thằng KDS này để coi nó sản xuất ở đâu đây, KDS thương hiệu của Nhật nha mấy anh, thanh lý 490k, số lượng có còn có 2 con thôi, hôm trước về 5 con lượng thanh lý gần hết rồi. Dòng này không thấy ghi mắc in ở đâu ta, rồi không thấy mắc in ở đâu ha. Rồi thanh lý cho mấy anh em luôn, 490.000 nha, 490. Rồi ok, mình qua kế tiếp. Bộ này thanh lý miết luôn, còn hai bộ mấy anh. Đây là một cái bộ 69 chi tiết của hãng Top, giá thanh lý con này là 550 nè, rất rẻ luôn, 550 cho bộ này mấy anh em ơi, số lượng mình còn hai bộ nha. Đó thôi, bộ này 550 rồi, quá rẻ luôn ha, nó cũng trang bị đầy đủ nè. Đây 1/4 nè mấy anh, 3/8, 3/8 nhỏ nhất luôn là 10, lớn nhất luôn là 19, 1/4 nhỏ nhất luôn là 4 nè, lớn nhất luôn là 10, lớn nhất là 9 thôi nha. Đó, cái cần siết á anh em, nó sẽ có cần nối, như đây cần siết 3/8 nè, nó sẽ có đầu nối chuyển 3/8 1/4 ha, để chúng ta xài 2/4, bình thường ta xài 3/8, lắc léo lên xuống được auto luôn ha. Đó rồi, đó là một cần siết. Trang bị một cái kìm mỏ quạ, một quạ, một cái câu nói 3/8, một túi vít dẹp, một vít dẹp đây, một vít dẹp ba ke, và ngắn một bộ khóa. Đây, bộ khóa ha. 8 nè. 8 10 12 13 14 17. Hổ thông luôn mấy anh em ơi. Một cái tuốt dây điện, cắt tuốt dây điện cũng có ha. Một kìm răng, một cuộn băng keo, một bộ lục giác nằm ở đây. Rồi ha. Mấy cái đầu cót. Rồi giá thanh lý chỉ có 550 thôi mấy anh, 550 một bộ nha, mình có hai bộ,
hàng của Hyundai, hàng này của Đài Loan nha mấy anh, mấy cái khai quan đó. Đây hàng Đài Loan ha. Rồi qua kế tiếp nữa đó là cái máy mài mũi khoan Oshito, hàng này nội địa của Úc, sản xuất tại Trung Quốc. Giá con này bây giờ là 850 nha, 850. À, con này thì chúng ta mài mũi khoan gì anh em bỏ vô đây mài thôi. Những anh em nào mà đang xài mũi khoan inox á, những mũi khoan mà inox á, anh em xài nhiều á nên mua máy này. Tại vì máy mài mũi khoan á, anh em biết không, mũi khoan anh em xài mòn là mòn hết luôn thì chúng ta bỏ. Chứ mới mòn không mà chúng ta bỏ nó phí lắm. Con này thì nó sẽ quay nó hơi ồn nha. Đó nó quay về nè mấy. Nó kêu là sọt và sọt và sọt sọt cái đó nha. Tại vì cái motor con này nó qua cái bộ nhông, nhông số, nó truyền xuống để cho cái đá mài nó mài chậm lại. Anh em biết nó bộ nhông từ cái motor nó quay nhanh xuống bộ nhông để nó quay chậm á, thì nó nhiều bộ nhông bên trong nên nó sẽ hơi ồn chút xíu. À, nó bởi vì khi mà mài chúng ta chỉ liếc liếc bề mặt thôi chứ chúng ta không cần ép nhiều nha. Thì chỉnh này nè, đá lên đá xuống nha. Anh em muốn chỉnh đá xuống á, thì xoay qua cái chữ down, muốn chỉnh đá lên thì xoay qua chữ up. Ở đây nó có cái này nè. À, bởi khi anh em đưa mũi khoan vô nó chưa mài tới á, thì chúng ta xoay qua chữ up cho nó đá nó nhảy đưa cho lên. Anh em nhớ dặn tới cứng thì thôi nha, đừng có ép quá nha mấy anh. Hay là tới cứng thì thôi. Còn khi mà đừng có siết quá, tại ở đây nó dùng ren không à nha. Rồi, với giá tiền thanh lý con này chỉ có 850.000 thôi nha. Hàng này là tốc độ quay 1350 95W, sản xuất từ Trung Quốc. Bảo hành 1 năm của Oshito. Rồi. Con này lý do còn nhiều là hôm trước mình về nhiều lắm. Rồi, con cuối cùng đó là máy hàng. Đây. Những anh em nào mà đang có nhu cầu về dòng máy hàng mic giá rẻ thì có thể lựa chọn con này. Số lượng con này mình đang sell, số lượng còn có vài con thôi nha mấy anh, 1.250.000. Đây là máy hàng mic không khí hai chức năng nha. Hai chức năng có nghĩa là hàng mic không khí và hàng que thôi, nó chỉ hai chức năng như vậy thôi mấy anh. Trang bị một cái dây hàng mic, một dây kẹp mát nha, hết rồi. Nó không có trang bị chúng ta cái dây dây kẹp que đâu nha, kẹp que anh em tự mua đuổi nha. Và đây là cái máy nhỏ gọn luôn của Sasuke đó. Nó chỉ có hai chức năng thôi. Ví dụ anh em hàng mic nè, bấm cái chữ này lên nhảy lên cho em là hàng que. Hàng mic bấm cái xuống chữ plus nè, 0.8 hoặc là 1 chấm là chúng ta chọn dây 0.8 hoặc 1 chấm. Nó chỉ có hai cục hàng đây thôi nha. Rồi phía sau là nó không có khí nha, anh em lưu ý dùm ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái cuộn dây 1 kg vô. Anh em phải mua thêm cuộn dây nha, cái dòng này nó giá nó rẻ, nó không có cuộn dây kèm theo. Mua thêm cuộn dây là 150 cuộn 1 kg này bỏ vô anh em ơi nha, nó đơn giản vậy thôi. Ok nha, giá thanh lý con này đang sale anh em ơi chỉ có 1.250.000 thôi. À, lý do này sale 1.250.000 là lúc trước cái con Kayaki á, Kayaki được đó thanh lý xả dữ quá, cuối cùng con này bị đứng hình, lại gồm thì phải sale theo và lỡ hồi đó về con này hơi bị nhiều rồi nên phải sale theo, sale cho hết cái lô, hết cái lô nó qua cái lô đi mấy anh, rồi sẽ về cái đợt mới thì quay về giá 1.490.000. Đó mình nói trước luôn 1.490.000, bởi vì thật mới thì cũng không có giá tốt được như vậy nữa. Rồi ok nha, con này đang sale là 1.250.000. Đó, mic mini 200F 1.250.000. Con này anh em có thể tham khảo review á, con này mình cũng có review, cũng có hàng thử rồi, cũng có test các kiểu nhiều rồi, hôm nay không có test lại. Rồi ok, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ xuống thoại bên dưới để mua hàng nha. Giá tại cửa hàng Chu Bộ Gồm Ship. Rồi cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại. À, quên mấy anh em, còn con cuối cùng nằm dưới đất ở đây, số lượng còn hai con thôi. Đây là cái con đục 17 ly nha của Sasuke. À, đục 17 ly Sasuke mấy anh em. À, giá thanh lý con này luôn mấy anh em ơi, giá 950.000 thôi ha, giá đang sale 950.000 thôi nha. Đục 17 ly đó, những anh em nào cần một con máy đục 17 ly thì có thể mua con giá rẻ, có thể mua con này. À, vẫn bảo hành 6 tháng này đủ ha. Ok, đầu thì đầu nó còn nhôm nè, nội vuông nè ha. Đó, thiết kế nè anh, mới tinh luôn nha. À, cái này thì giờ chúng ta anh em nào gia đình đó, gia đình thợ thầy đó anh em, mình xài thì mình mua con này thì mình xài cũng ngon. Nó chỉ có chức năng đục thôi, nó không có chức năng gì hết. Đục 17 ly, trang bị 2 mũi đục, một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹp. Đây ha. Đó. Giá con này đang sale nha, có 950.000 thôi mấy anh. Số lượng mình còn 2 con. Ok ha, còn 2 con thôi. Đó, anh em mà đang có nhu cầu thì liên hệ. Rồi hết rồi ha.